Hello xin chào. Nay tôi mới bị sắp yắc Chuyện là thế này. Tôi mới mua kỳ mà dù hấp mâu bân. Khi nhập kỳ vào DC thì nó báo kỳ bị đổi. Thì lúc đó tôi mới nhắn lại cho sắp. Tôi mới nhắn đã dê bờ gì Và tôi có nó là kỳ mà dù hấp mâu bân bị lỗi tôi có chụp cả ảnh cho bạn đó. Thì đi si nhắn là kỳ lỗi. Và bạn đó nói gửi kỳ thì mình cũng đã gửi. Rồi tôi nhắn mãi bạn đó không dê bờ gì sẽ ta tiếp. Rồi lúc đó tôi sợ xì cam nên xì cam. Bạn đó nói 24 giờ sau. Và tôi đợi đến hôm sau vào giờ này luôn. Rồi bạn đó chặn luôn thì tôi cũng nhắn lên DC của sắp đó. Và bị kích sau khi nhắn. Nên anh em cẩn thận nhé. Sắp xì cam mất 100.000 của tôi rồi.